Xin chào mọi người, lại là Hùng đây. Thì hôm nay Hùng có mấy bé cún. Thì mấy bé cún này thì là được người ta gửi nuôi á, gửi nuôi hộ, nhưng mà bữa giờ người ta không có lấy lại nữa. Mà chăm mấy tháng rồi mà tiền ăn tiền uống của nó tốn nhiều quá. Nên là nay Hùng đăng lên thì như ai có muốn nuôi thì nhận nuôi mấy bé nhé. Hùng chỉ lấy tiền ăn của mấy bé thôi. Đây thì có mấy bé này, bé Phúc Sóc này. Đó. Hai bé Corgi kia nữa. Đi vậy ta vào đây, anh quay vào đây giúp em một. Hai bé Corgi lông dài nhá. Một bé là màu vàng trắng này, một bé là màu tricolor. Thì bé vàng trắng này cực kỳ đẹp. Bé bé vàng trắng này là đá bên Hùng đá lấy để làm giống luôn nhá. Nhưng mà đợt này cũng muốn cho bé về nhà mới để cho bé được chăm sóc tốt hơn. Bé này thì nếu mà ba mẹ mà ưng ý thì Hùng để lại cho ba mẹ 9 triệu nhé. Đó. Còn bé này này, đây một bé Phúc Sóc, một bé Phúc Sóc đực luôn, màu đen trắng kiểu kiểu bò sữa đấy. Bé Phúc Sóc này thì Hùng cũng lấy tiền ăn thôi, ba củ thôi nhé. Đó. Đây một bé Corgi này nữa. Một bé Corgi lông dài tricolor nhá, đực. Đó. Bé này thì cũng nuôi nuôi hộ người ta lâu lắm rồi nên tiền ăn cũng nhiều phết. Thì ở đây thì Hùng chỉ lấy 3 triệu tiền ăn thôi. Cũng gọi là lấy lộc lá cho bé về nhà mới mọi người nhá. Đây. Còn một bé Phúc Sóc màu vàng màu màu nâu nữa. Kia kia, đây này. Đây một bé Phúc Sóc màu nâu nhá. Một bé Phúc Sóc này thì cũng là đực luôn, thì bé này làm giống ok luôn á. Đây size nhỏ cực kỳ luôn á, trưởng thành rồi mà size nhỏ tí này. Đó mọi người, về dưỡng lại cực kỳ đẹp luôn nhá. Đó thì Hùng để giá thanh lý, giá khuyến mại cho mọi người 5 triệu thôi đấy, cực kỳ rẻ nhá. Đó bé này cực kỳ xinh luôn. Đó ba mẹ nào mà muốn muốn đón bé thì có thể liên hệ với số điện thoại của Hùng, Hùng để ở dưới nhé. Đó, có thể nhắn tin vào Zalo hoặc là gọi trực tiếp cho Hùng cũng được. Hùng sẽ có thể nhắn tin thì Hùng sẽ liên lạc và Hùng sẽ gửi về cho ba mẹ mới nhé. Đấy, cảm ơn mọi người.